rốt cuộc bây giờ cô ăn hay là không ăn đây? Cô tưởng cô là ai chứ? Kim Đại tiểu thư, tiểu thư khoe khác hả? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô chẳng là gì hết. Người đàn ông của cô đã chết rồi, không quay trở lại nữa đâu. Cô có nghĩ không thông như vậy sao? Lúc trước cô là người thế nào tôi không cần biết, nhưng mà bây giờ cô giống như một con yêu tinh lộ ra nguyên hình nằm dưới gậy của Tôn Hầu Tử vậy, làm bộ dạng con gái trinh tiết gì nữa chứ. Cô chịu khó ăn vài miếng đi có được hay không? Cô có đói chết cũng không có được đâu. Diêm Vương ông ấy không nhận con ma đói. Giả lại là cô có giả bệnh tây thi cũng không đẹp nữa có phải hay không? Nè, ăn chút đi. Cô đứng lại cho tôi. Nếu như cô muốn chết thì các cậu chết cho tôi đi, khỏi để tôi ở đây lo lắng cho cô nữa. Cô chết đi. Sao cô không đánh chết tôi luôn đi? Cô rất là muốn chết đúng không? Được thôi. Đây, cầm lấy. Chết cho tôi xem. Chết cho tôi xem đi. Sống khổ lắm mà. Cô đâm đi. Đâm vào bụng kìa, hay đâm vào cổ cô đó. Để lúc đó máu sẽ chạy khắp nơi, tốt lắm đó, sẽ thoải mái lắm đó. Không dám đúng không? Nếu như cô muốn chết thật thì lúc đầu khi những người kia hành hạ cô, sao cô không chết đi hả? Cô đứng dậy cho tôi. Tôi nhìn bản thân mình đi, cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ nữa. Nếu như cô không muốn chết thì sống như tốt vào. Yên bình. Tôi nghĩ thông suốt rồi, thật tốt. Nghĩ thông là được rồi, nghĩ thông là được rồi. Ngọc Như à, tôi đói rồi. Cô chờ tôi nha, tôi đi làm cơm cho cô liền đây.